Đây là một nữ bác sĩ thiên tài, nhưng cô lại không thể cứu chính mẹ của mình, và lại khi đối mặt với chuyện này, cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào. Nữ bác sĩ này tên là Eun Jae, và cô có một người mẹ luôn tự hào về đứa con tài giỏi của mình. Bà luôn cho rằng Eun Jae là bác sĩ số 1 Hàn Quốc. Bà còn nhiệt tình giới thiệu hàng xóm đến bệnh viện tìm Eun Jae giúp chữa trị, nhưng Eun Jae lại giả vờ như không quen biết. Cô cảm thấy chuyện này rất xấu hổ trước các bác sĩ. Vì vậy cô lập tức gọi cho mẹ, rồi mắng mẹ mình một trận. Bà mẹ thấy vậy thì xin lỗi con gái vì đã gây rắc rối cho cô. Eun Jae nghe xong không nói gì mà cúp điện thoại. Ngày hôm sau khi bà mẹ kiểm tra sức khỏe ở một phòng khám nhỏ thì phát hiện chỉ số tiểu cầu khá thấp. Bác sĩ đề nghị bà nên đến bệnh viện lớn để khám tổng thể trước khi bà mẹ rời đi. Còn không quên giới thiệu Eun Jae với bác sĩ, bà khoe con gái mình tuyệt vời như thế nào. Lúc đầu bà mẹ cảm thấy không nhất thiết phải đến bệnh viện lớn khám, nhưng sau nhiều lần được em gái thuyết phục, bà mẹ mang theo chứng đến bệnh viện lớn nơi Eun Jae làm việc. Bà muốn con gái khám sức khỏe tổng quát cho mình. Eun Jae mệt mỏi trả lời mẹ rằng cô rất bận. Sau đó cô hỏi có phải bà lại muốn giới thiệu người quen đi khám không. Cô lại cảnh cáo mẹ rằng cô sẽ không tiếp những người này nữa. Cô không hề biết rằng chính mẹ cô mới là người cần cô khám cho. Bà định nói nhưng lại ngần ngại, cuối cùng không thông báo cho Eun Jae biết về tình trạng của mình. Bà chỉ đứng nhìn Eun Jae từ xa. Thấy cô không có thời gian ăn cơm mà nhai tạm bánh khô, bà mẹ rất đau lòng nhưng không biết nên xuất hiện thế nào để an ủi Eun Jae. Vì vậy bà chọn cách âm thầm rời đi. Lúc chạng vạng tối, bà mẹ một mình đi trên đường phố tấp nập, xung quanh bà mọi người đến rồi đi. Ồn ào và hỗn loạn, nhưng trong lòng bà mẹ vô cùng tĩnh lặng, bà ghét sự bất tiện mà mình gây ra cho con gái. Lúc này bà ấy dường như đang nói lời tạm biệt với thế giới này. Quả nhiên ngày hôm sau Eun Jae nhận được điện thoại của dì, nói rằng mẹ cô đã ngất xỉu rồi hôn mê. Eun Jae lập tức lên máy bay chạy tới cứu mẹ. Trên đường đi cô vô cùng lo lắng, dường như đang chạy đua với thời gian, cô bắt đầu cầu xin Chúa đừng mang mẹ cô đi. Nhưng khi cô đến nơi, bác sĩ đã thông báo về cái chết của mẹ. Eun Jae không thể chấp nhận sự thật rằng mẹ đã đột ngột ra đi, bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ. Cô vẫn sơ cứu cho mẹ, nhưng sớm đã không còn tác dụng nữa, mẹ cô cứ thế ra đi mãi mãi. Sau khi cô trở về nhà, thấy mẹ vẫn còn giữ lại tất cả những thứ thuở nhỏ của cô, ngoài ra còn có lời dặn dò cuối cùng trong cuốn sổ của mẹ là hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Eun Jae ôm đầu khóc một mình, hôm sau cô buồn bã đi chạy bộ. Thì đột nhiên một chiếc xe sang bị ô tô chạy quá tốc độ tông trúng. Eun Jae choáng váng vì sợ hãi, với phản ứng bản năng của bác sĩ, cô lập tức chạy tới cứu người. Tính mạng bệnh nhân đang bị đe dọa, Eun Jae trực tiếp ngồi lên người bệnh nhân, khẩn trương thực hiện hồi sức tim phổi cho bệnh nhân. Sau đó là phẫu thuật khẩn cấp, mọi người đều đang chạy đua với thời gian, cố gắng hết sức để cướp người khỏi tay thần chết. Huyết áp bệnh nhân đột ngột bị tụt. Trợ lý bác sĩ bên cạnh tim đập nhanh, sợ có chuyện gì đó xảy ra. Hóa ra bệnh nhân nằm trên giường bệnh là thiếu gia tài phiệt của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, tuyệt đối không thể bất cẩn. Một khi bất cẩn có lẽ tính mạng cả nhà đều bị đe dọa, nhưng Eun Jae vẫn bình tĩnh và tự chủ đối với cô mà nói. Bệnh nhân nào cũng như nhau và phải đối xử bình đẳng với mọi người. Dưới sự sơ cứu với kỹ thuật ổn định của Eun Jae, thiếu gia tài phiệt cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Trưởng khoa vô dụng vội chạy tới hỏi Eun Jae về tình trạng và quy trình phẫu thuật đối mặt với cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Trưởng khoa không biết xấu hổ sao chép chính xác lời nói của Eun Jae, nhưng chẳng nhắc đến cô một lời. Nhận hết công lao về mình, Eun Jae vẫn im lặng. Ngày hôm sau, khi Eun Jae đến xem bệnh nhân, phát hiện chất thải y tế còn sót lại sau phẫu thuật. Nếu để lâu mà không phát hiện ra thì sẽ lại gây nguy hiểm đến tính mạng. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân này do tên trưởng khoa đáng ghét kia thực hiện. Eun Jae gọi điện dục anh ta quay lại kiểm tra, nhưng lúc đó anh ta đang đi nghỉ dưỡng. Anh ta mắng Eun Jae từ đầu bên kia điện thoại, bảo cô đừng làm phiền kỳ nghỉ của anh ta. Thật đáng thất vọng, ngày hôm sau khi đi làm anh ta mới vào phòng mổ để kiểm tra. Sau khi xem xét mới biết đúng là anh ta đã mắc phải sai sót ở mức độ thấp nhất. Nhưng tính anh ta rất kiêu ngạo, không bao giờ thừa nhận sự thật. Huyết áp bệnh nhân đột ngột giảm nhanh, Eun Jae nhanh chóng nắm lấy trái tim bệnh nhân rồi xoa bóp. Nhưng vẫn không giúp được gì, vốn dĩ đã có thể cứu được bệnh nhân. Nhưng bây giờ cứ thế nhìn bệnh nhân mất đi nhịp tim, trưởng khoa không hề xin lỗi hai mẹ con bệnh nhân. Anh ta chỉ nhẹ nhàng nói rằng không thể cứu sống rồi bỏ đi, bỏ lại người bà tội nghiệp và cô bé lại phía sau. Eun Jae đã chứng kiến tất cả những việc này. Cô quyết định không giấu giếm nữa, vì vậy cô đã nói với người bà nguyên nhân trưởng khoa trực tiếp gây ra cái chết cho con gái bà. Sau khi trưởng khoa biết chuyện, anh ta rất hận cô, chỉ trích cô tại sao lại dám nói sự thật cho bà ấy, nhưng Eun Jae cho rằng nên nói rõ nguyên nhân cho người nhà biết. Thấy giữ lại người phụ nữ này sẽ đe dọa tiền đồ của mình, tên trưởng khoa đã đuổi việc Eun Jae, không những thế hắn còn ban hành lệnh cấm, không cho bất kỳ bệnh viện nào tuyển cô ấy. Mấy ngày sau trên một hòn đảo, người ông ôm đứa cháu ốm yếu tuyệt vọng chạy đến tàu bệnh viện duy nhất có thể cứu sống đứa cháu. Thông qua chẩn đoán của bác sĩ, bé trai được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Độ dài là 2mm, phẫu thuật phải được thực hiện ngay lập tức, nhưng thiết bị y tế thô sơ, nếu không có bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp thì không thể thực hiện được ca phẫu thuật. Ông nội nóng lòng muốn cứu cháu trai, liên tục kêu bác sĩ mau cứu cháu trai mình. Lúc này Eun Jae đột nhiên xuất hiện và nói mình có thể thực hiện ca phẫu thuật, nhưng khi cô chuẩn bị thăm khám thì một bác sĩ nam chặn Eun Jae lại và hỏi cô là ai. Eun Jae nói mình là bác sĩ phẫu thuật mới trên tàu bệnh viện, cô có quyền phẫu thuật cho cậu bé này dưới sự chỉ dẫn của thuyền trưởng. Eun Jae đi xem phòng mổ và dụng cụ phẫu thuật. Eun Jae rất ngạc nhiên trước những thứ cô nhìn thấy ở đây, không thể thực hiện nổi.
Thế rồi Ơn Trê vội vàng quay lại phòng khám, bế cậu bé vào phòng nha khoa. Cô yêu cầu y tá bên cạnh chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật. Nhìn cậu bé đau đớn tột cùng, nam bác sĩ không chịu nổi, anh ta túm lấy Ơn Trê kéo cô ra khỏi phòng mổ rồi mắng cô. Anh yêu cầu Ơn Trê dừng cuộc phẫu thuật lại, một tiếng nữa máy bay cứu hộ sẽ đến, nhưng anh không tính khoảng thời gian quay về cũng sẽ mất một tiếng, vừa đi vừa về mất 2 tiếng, cậu bé chắc chắn không trụ nổi. Nói xong, Ơn Trê nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật cho cậu bé. Cô y tá luống cuống vô tình làm vỡ lọ thuốc gây mê duy nhất, việc này khiến mọi thứ khó càng thêm khó hơn. May mắn thay, nam bác sĩ còn một lọ dự phòng. Lọ thuốc mê này đến vừa đúng lúc, bắt đầu đếm ngược 30 phút, mọi người đều đang nín thở chờ đợi kết quả. Đây là ca phẫu thuật trên tàu bệnh viện đầu tiên trong lịch sử. Sau một số động tác của Ơn Trê, cuối cùng đã thành công giành lại sự sống của cậu bé từ tay thần chết. Mọi người gieo hò ăn mừng. Ngày hôm sau, khi Ơn Trê lần đầu tiên về nông thôn để chữa bệnh, trưởng thôn ngất xỉu rồi ngã xuống đất. Ơn Trê bắt đầu kiểm tra các bộ phận, phát hiện có khối u động mạch khá lớn, tính mạng bệnh nhân đang bị đe dọa. Vì vậy Ơn Trê quyết định phẫu thuật ngay tại chỗ. Nữ bác sĩ Ơn Trê chấp nhận rủi ro lớn để kéo dài thời gian cho bệnh nhân của mình. Chờ máy bay cứu hộ tới, họ lập tức liên hệ với bệnh viện gần nhất, cần sắp xếp phẫu thuật cho bệnh nhân ngay lập tức. Sau khi máy bay hạ cánh thì phát hiện bệnh viện hoàn toàn không có khả năng phẫu thuật cho bệnh nhân này. Vì tình trạng bệnh nhân đang rất nguy cấp nên Ơn Trê đành phải đích thân thể hiện năng lực, cô có thể tự mình thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Lúc này viện trưởng chạy tới hét lớn, là ai mà to gan như vậy, dám kiêu căng lấy tính mạng của bệnh nhân ra làm trò đùa. Nhưng khi nhìn thấy Ơn Trê đang làm phẫu thuật, ông ta vô cùng sốc trước kỹ năng đỉnh cao của Ơn Trê. Ông ta lập tức thay đổi sắc mặt và nói rằng bệnh viện cần những nhân tài như cô, rất mong Ơn Trê sẽ gia nhập. Ơn Trê nói cô sẽ không từ bỏ công việc trên tàu bệnh viện, nhưng cô có thể đến làm việc vào cuối tuần. Cứ như vậy họ đã đạt được thỏa thuận, chuyện này coi như đã được giải quyết. Nhưng hôm sau viện trưởng lại hẹn gặp Ơn Trê, ông ta nói phòng trực đã đủ người nên không cần cô nữa. Ơn Trê không có tâm trạng tranh cãi với viện trưởng về lý do, thế là cô đứng dậy rời đi. Nhưng cô cho rằng bệnh viện không thể nào đột nhiên có đủ người được, chắc chắn là có ẩn tình trong đó. Hóa ra tối qua viện trưởng đã gọi điện thoại cho trưởng khoa, được biết Ơn Trê là bác sĩ đã bị bệnh viện sa thải cách đây không lâu. Điều này làm cho viện trưởng cảm thấy nghi ngờ, nếu Ơn Trê lại phạm sai lầm thì vị trí viện trưởng của ông cũng khó đảm bảo, vì vậy ông đã sa thải Ơn Trê. Cứ như vậy Ơn Trê chỉ đành quay trở lại tàu bệnh viện, tiếp tục làm công việc của một bác sĩ vô danh, cũng trên con tàu bệnh viện mà cô có thể sống với con người thật của mình. Không ngừng được chữa lành, được yêu thương và công nhận, vào một đêm giông bão, người đàn ông này đang di chuyển hàng hóa thì bất ngờ gặp sự cố. Bác sĩ đến giải cứu đã nhặt một chiếc rìu và chia mất cánh tay. Những người bên cạnh lập tức trở nên bối rối, người đàn ông có râu trở nên tức giận, một phát túm lấy nữ bác sĩ Ơn Trê, cho rằng cô không xứng làm bác sĩ. May thay một bác sĩ nam đã ngăn anh ta lại, rồi giải thích rằng nếu Ơn Trê không kịp thời chia đứt cánh tay của anh ấy, thì bàn tay của người đàn ông có thể bị tắc mạch máu. Tế bào trên toàn bộ bàn tay sẽ sớm bị hoại tử, dẫn đến tàn tật hoàn toàn, bây giờ phải chia bỏ rồi phẫu thuật để nối lại, vẫn còn cơ hội hồi phục. Người đàn ông lo lắng hỏi Ơn Trê, có phải bàn tay của anh sẽ vì thế mà trở nên vô dụng không? Ơn Trê nghiêm túc giải thích rằng, trong vòng 6 tiếng phải thực hiện ca phẫu thuật nối khớp, thì bàn tay mới có cơ hội phục hồi tốt. Tuy nhiên sau khi thuyền trưởng gọi điện cho đội sơ cứu trên biển, thì một hồi lâu vẫn không có trả lời. Cộng thêm thời tiết đang bão lớn, tàu bệnh viện không thể cập bến trong vòng 6 tiếng, vì vậy thuyền trưởng đã tìm đến Ơn Trê. Nhờ cô nối lại cánh tay bị thương cho người đàn ông, nhưng đây không phải chuyên môn của Ơn Trê, nên cô cũng đành bất lực. Người duy nhất có thể phẫu thuật cho người đàn ông là viện trưởng, nhưng mới hôm qua, Ơn Trê lại bị viện trưởng sa thải vì lý lịch hành nghề y không tốt và bị đuổi khỏi bệnh viện. Thuyền trưởng liên tục cầu xin Ơn Trê liên lạc với viện trưởng để cứu người đàn ông, vì thể diện của cô nên Ơn Trê không muốn liên lạc với viện trưởng. Cô lạnh lùng bỏ đi, lúc này người đàn ông bắt đầu sợ hãi và hoảng loạn, bởi vì con anh vừa chào đời mà anh còn chưa được tự tay bế con. Bây giờ không thể giữ được cánh tay của mình nữa, anh cầu xin Ơn Trê hãy cứu anh, nhưng Ơn Trê vẫn thờ ơ mà rời đi. Cô y tá đứng phía sau nghe lén thì cho rằng Ơn Trê thật quá máu lạnh và tàn nhẫn, thấy chết mà không cứu. Rất nhanh nam bác sĩ cũng tới tìm Ơn Trê, anh chân thành nói với Ơn Trê rằng đây không chỉ là cứu người, đồng thời cũng là đang giúp cô tìm lại chính mình. Cuối cùng Ơn Trê cũng buông bỏ thể diện, buông bỏ tính bướng bỉnh, điềm tĩnh giải thích lý do với viện trưởng và cầu xin ông cứu giúp bệnh nhân. Viện trưởng vẫn canh cánh mối thù trong quá khứ đã bị Ơn Trê đả động, đồng ý thực hiện phẫu thuật từ xa cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người thực hiện phẫu thuật hướng dẫn từ xa, hơn nữa còn được phát sóng trực tiếp trên TV. Tất cả đều được tiến hành dưới sự giám sát của người dân cả nước. Cùng lúc đó, tên trưởng khoa đáng ghét cũng đang quan sát. Hắn vẫn giống như trước, sợ hãi trước một cô gái nhỏ bé nhưng có năng lực thành công cao. Hắn liên tục cười nhạo Ơn Trê chỉ đang giả bộ, không thể thành công. Sau 6 tiếng chiến đấu không ngừng nghỉ, mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi kết quả tốt đẹp. Cuối cùng dưới sự hướng dẫn của Ơn Trê, những ngón tay bệnh nhân đang chậm rãi cử động. Lúc này trái tim treo lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Mọi người đều bị chinh phục bởi kỹ năng y học đỉnh cao của Ơn Trê, không ngừng vỗ tay tán thưởng. Việc này cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Khi phóng viên hỏi cô có còn muốn quay về bên cạnh trưởng khoa không, Ơn Trê dứt khoát trả lời, đương nhiên tôi muốn quay về rồi.
tôi nhất định sẽ quay về bệnh viện nơi tôi từng phải rời đi. Mọi người đều sợ hãi trước bà thầy bói có thể dự đoán sống chết của người khác. Nhưng bác sĩ lại nói với bà ấy rằng bà không thể sống quá 3 ngày nữa. Thế là bà ta liền đánh bác sĩ, nói mình sẽ không chết. Nhưng rất nhanh bà ấy đã được chuyển đến một bệnh viện lớn. Ơn Chê đã cho bà ấy tiến hành kiểm tra toàn diện. Bà thầy bói luôn tin rằng thuyết thần thoại của bà mới là đúng đắn nhất, mà không tin lời nói vô nghĩa của bác sĩ. Nhưng vẫn không quên hỏi chi phí điều trị là bao nhiêu. Ơn Chê trịnh trọng giải thích cần con gái bà đến bệnh viện, nhưng bà nói bà không có con gái. Sau khi ký thỏa thuận từ chối điều trị, bà thầy bói một mình rời bệnh viện. Bên này, viện trưởng quan sát thấy Ơn Chê đối xử với bệnh nhân như thể họ là con của cô. Vì vậy đã từ bỏ định kiến trước đây của mình đối với Ơn Chê, trân trọng mời Ơn Chê quay lại. Hôm sau, Ơn Chê chẩn đoán tình trạng của bà thầy bói là bệnh xơ gan. Hiện tại, người giám hộ của bệnh nhân cần phải có mặt và đồng ý phẫu thuật để cứu bà ấy. Viện trưởng vô cùng ấn tượng trước sự chuyên nghiệp của Ơn Chê. Ngày hôm sau, Ơn Chê và nhóm của cô lại đến nhà bà thầy bói, yêu cầu bà ấy đồng ý phẫu thuật. Tuy nhiên, bà ấy vẫn không tin vào sức mạnh của khoa học. Cứ một mực khăn khăn cho rằng bản thân không bị sao cả. Thấy vậy, Ơn Chê và nam bác sĩ chỉ đành rời đi. Nhưng đột nhiên, Ơn Chê nghĩ tới điều gì đó. Vì vậy, cô quay lại và chạy hết sức có thể đến nhà của bà thầy bói. Nhưng bà vẫn kiên quyết không nhập viện. Thì ra con gái bà hối hận vì có một người mẹ cuồng tín như vậy. Trước đó hai người gặp nhau, con gái rất sợ bị người khác nhìn thấy. Rồi cười nhạo cô là con gái của bà thầy bói. Vì thế cô luôn muốn cắt đứt quan hệ với mẹ. Bà mẹ thận trọng hỏi cô, người mẹ như bà khiến cô mất mặt lắm sao? Nhưng cô con gái lại cho rằng điều đó là đúng. Còn nói bà lúc nào cũng tế thần rồi trợn mắt sau đó ngất đi. Nhưng bà mẹ không hề tức giận mà lấy ra một xấp tiền đưa cho con gái. Hóa ra không phải bà mẹ không tin mình bị bệnh. Bà chỉ muốn để lại tiền cho con gái, giống như khi còn nhỏ, bà đều để lại những gì tốt đẹp nhất cho con gái. Cầm trên tay của hồi môn mẹ tặng, cô con gái thấy rất bối rối, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, cô run rẩy ngồi xổm xuống, ôm đầu mà khóc. Ngày hôm sau, bác sĩ điều trị Ơn Chê lại đến nhà bà thầy bói, nói một cách trìu mến về những hiểu lầm cô và mẹ đã mắc phải. Hai bên cần cho nhau chút thời gian, đó là lý do họ không thể gặp mặt nhau lần cuối. Ơn Chê nói đừng tưởng bà đưa tiền cho cô ấy sẽ hóa giải những định kiến trước đây đối với bà. Mặc dù Ơn Chê đã nói hết lời, bà ấy vẫn nhất quyết không phẫu thuật. Bác sĩ Hyun đứng ngoài đã nhìn thấy hết. Đột nhiên anh nghĩ ra cách đi tìm con gái của bà thầy bói. Vì vậy, thông qua giáo viên của Hyun, họ đã liên lạc được với cô ấy. Chẳng bao lâu sau, Ơn Chê đã tìm được cô con gái. Ơn Chê báo với cô rằng bà thầy bói cần được ghép gan để tiếp tục sống. Đồng thời lúc này bà mẹ ở nhà đã ngất xỉu và được đưa tới bệnh viện. Ơn Chê đã chuẩn bị cuộc phẫu thuật cho họ. Cô thực sự không muốn bi kịch của mình và mẹ xảy ra với họ. Vì thế cô đã cố gắng hết sức để hòa giải họ. Sau phẫu thuật cấy ghép, bà thầy bói dần tỉnh lại, con gái bà cũng đi đến bên cạnh, nghẹn ngào gọi một tiếng mẹ ơi, sau đó hai người ôm chầm lấy nhau. Hôm sau, thiếu gia tài phiệt của tập đoàn Samsung được Ơn Chê cứu đến bệnh viện. Mục đích lần này anh đến là muốn mua lại bệnh viện này như một lời cảm ơn Ơn Chê và muốn cô lên làm viện trưởng. Tuy nhiên, sau khi thiếu gia biết tin Ơn Chê đã bị trưởng khoa sa thải thì liền tức giận chế giễu trưởng khoa. Nói bác sĩ các anh cũng giống như samurai, đến người của mình cũng không tha. Điều này khiến tên trưởng khoa vô cùng căm thù chàng thiếu gia. Nhưng lúc này hắn vẫn muốn độc chiếm chức trưởng khoa. Ngày hôm sau, một giáo viên dạy học ở vùng núi 30 năm đột nhiên lâm bệnh và phải nhập viện, chỉ thấy thầy giáo ôm ngực đau đớn vô cùng. Nam bác sĩ Wang Hyun đã kịp thời đến khám sơ bộ. May mắn là không có gì nghiêm trọng, người thầy này và bố của Wang Hyun là anh em thân thiết. Ông cũng là người thầy đầu tiên của Wang Hyun, vì thế Wang Hyun đặc biệt quan tâm đến thầy. Khi thầy sắp xuất viện, Wang Hyun xem kết quả kiểm tra định kỳ về máu, thì phát hiện chỉ số tiểu cầu vượt quá tiêu chuẩn. Wang Hyun nghi ngờ thầy bị bệnh trĩ, vì vậy anh đã nhờ Ơn Chê khám cho thầy giáo, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Sau khi Ơn Chê kiểm tra xong, cô chẩn đoán là ung thư trực tràng, tuy nhiên cần phải kiểm tra thêm mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Những việc này yêu cầu phải thông báo cho người giám hộ của thầy giáo. Nhưng thông qua Wang Hyun, cô được biết 10 năm trước vì ung thư trực tràng nên vợ thầy đã rời xa thầy. Không may là thầy ấy cũng không có con cái, thầy một lòng phấn đấu để một ngày nào đó những đứa trẻ miền núi sẽ thành công. Người thầy luôn là một người thầm lặng, bình thường nhưng tuyệt vời. Cuối cùng Ơn Chê vẫn chụp MRI cho thầy giáo và chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng. Sau khi biết tin này, Wang Hyun rất buồn. Ơn Chê yêu cầu viện trưởng phẫu thuật cho thầy giáo, nhưng cuộc phẫu thuật vô cùng khó khăn. Nếu muốn loại bỏ ung thư trực tràng, bắt buộc phải di chuyển từng lá gan một. Sau khi thành công cắt bỏ ung thư trực tràng, lại ghép từng lá gan vào và đưa chúng trở lại vị trí ban đầu. Ngoài ra, động mạch chủ dính liền với ung thư trực tràng. Ca phẫu thuật này cực kỳ khó khăn. Người duy nhất có thể làm được việc đó lúc này là trưởng khoa đáng ghét của Bệnh viện Quốc gia Seoul. Ngày hôm sau khi Ơn Chê mở cửa vào kiểm tra, trưởng khoa lại xuất hiện trong phòng thầy giáo. Điều này khiến Ơn Chê rất bất ngờ. Trưởng khoa và thầy giáo trò chuyện rất vui vẻ. Hóa ra thầy giáo cũng là người thầy đầu tiên của trưởng khoa. Có thêm mối quan hệ này, Ơn Chê chắc chắn yếu thế hơn. Trưởng khoa còn nói, cuộc phẫu thuật của thầy giáo sẽ do đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp chúng tôi phụ trách, không liên quan đến bọn họ. Ơn Chê vẫn không bỏ cuộc, cô muốn thuyết phục thầy giáo cho phép mình thực hiện ca phẫu thuật. Một ca phẫu thuật khó như vậy, nếu Ơn Chê thành công, cô ấy có thể danh chính ngôn thuận trở lại Bệnh viện Quốc gia Seoul. Sau đó Ơn Chê đi tìm viện trưởng, nói rằng thầy giáo phải làm phẫu thuật, nhưng thực ra cả hai đều biết rõ, ca phẫu thuật này vô cùng khó khăn.
động mạch chủ của bệnh nhân đã dính vào chỗ bị ung thư trực tràng, tỷ lệ phẫu thuật thành công là dưới 10%. Không bỏ cuộc, Ơn Chê lại tìm đến thầy giáo thuyết phục ông. Tuy nhiên thầy đã quyết định từ bỏ phẫu thuật, thầy ấy muốn dùng 3 tháng còn lại để làm những việc có ý nghĩa hơn. Sau khi xuất viện, thầy đã thức trắng đêm soạn giáo trình và viết bài hướng dẫn cho học sinh, ban ngày dành thời gian cho những đứa trẻ, mỗi ngày cứ thế trôi qua. Số ngày còn lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Dưới sự dẫn đường của Wang Hyun, thầy giáo đi gặp ông bố bí mật về nước của anh, hai người họ là anh em thân thiết. Ai có thể ngờ rằng, người bố này lại không nhận ra đứa con trai ngày đêm bên cạnh mình, nhưng ngay lập tức nhận ra người bạn cũ 30 năm không gặp. Hai người đàn ông ôm nhau khóc, đây là lần cuối cùng họ gặp nhau trong đời. Ngày hôm sau bố Hyun đột nhiên phát bệnh, ông điên cuồng đi tìm Mai Thúy, rồi đi chân trần lên núi trị bệnh cho thân cây. Đột nhiên con trai Wang Hyun nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, anh vội lái xe đến viện dưỡng lão, Wang Hyun và các nhân viên y tế vào rừng tìm bố. Anh hét lớn gọi tên bố, khi Wang Hyun quay lại, anh chợt nhìn thấy bố mình, mọi người mau chóng túm tụm lại, đáng lẽ nên vui mừng khi tìm thấy ông ấy. Không ngờ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, ông bố đang thực hiện phẫu thuật khâu vết thương trên thân cây. Wang Hyun không tin bố mình lại làm được điều phi thường như vậy, không ngờ rằng chiến tranh lại khiến bố anh tổn thương nhiều đến vậy. Bố anh từng là một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, thậm chí đất nước nhờ có một bác sĩ xuất sắc như bố anh mà có được chỗ đứng trên trường quốc tế. Lời nói càng có sức nặng, chính vì điều này, bố anh được cử đến một đất nước bị chiến tranh tàn phá để làm bác sĩ dã chiến dưới sự bắn phá liên tục. Số thương binh quá đông khiến ông ấy sợ bệnh nhân, không lâu sau đó ông bị di chứng nghề nghiệp, sau đó bố anh bí mật trốn khỏi chiến trường và trở về quê hương. Căn bệnh hiện tại cũng không thể chữa khỏi nhanh chóng, tổ quốc cũng bỏ ông lại phía sau, đối mặt với người bố bị bệnh nặng như vậy. Wang Hyun cảm thấy vô cùng bất lực, anh một mình khóc trong mưa, những chuyện bố anh gây ra còn hơn thế nhiều, có lần bố anh nhớ về cuộc chiến trong tâm trí. Ông cố gắng tránh tiếng súng, nhưng thực ra ông đang chạy loạn xạ trên con phố yên bình, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng không nhớ lại cảnh tượng nổ súng khủng khiếp đó. Trong khoảnh khắc ông suýt bị một chiếc ô tô đâm phải, Wang Hyun nhanh chóng chạy tới bảo vệ người bố đang sợ hãi bằng cơ thể yếu ớt của mình. Cũng vì lần đó Wang Hyun lại chạy ra ngoài tìm bố, vì anh đến muộn nên bệnh nhân kia mất mạng tại bệnh viện, nếu anh có thể đến sớm hơn một giây thì bi kịch đã không xảy ra. Vì bố anh có rất nhiều kinh nghiệm đáng học hỏi, nên Ơn Chê hy vọng ông có thể dạy cô. Khi Ơn Chê cầm máy tính của ông bố lên và hỏi mật khẩu, ông bố quả thực đã nói ra đúng mật khẩu. Wang Hyun ngay lập tức bị sốc, bởi vì đó là sinh nhật của Wang Hyun. Câu trả lời của bố khiến cậu con trai vô cùng sững sờ. Thì ra bố anh vẫn chưa quên anh, chỉ là có lúc minh mẫn, có lúc mơ hồ. Khi nãy một chiếc xe buýt chở học sinh rơi xuống vực, cảnh tượng tại hiện trường rất hỗn loạn, tài xế bị đâm vào bụng. Nhân viên y tế nhanh chóng tới hiện trường, nữ bác sĩ Ơn Chê bị thương nặng nhưng vẫn tham gia đội cứu hộ, chú thích lên từng vết thương của học sinh tiểu học. Nam bác sĩ Wang Hyun thấy cánh tay của Ơn Chê bị chật khớp không thể cử động. Vì vậy anh đã dùng biện pháp trung y để nhanh chóng đưa cánh tay của cô trở lại vị trí ban đầu, cuộc cứu hộ cuối cùng cũng thành công. Đột nhiên thầy giáo phát hiện trên xe còn có một học sinh đang cực kỳ nguy hiểm, thế là Wang Hyun vội đi tìm cậu bé, anh phát hiện cậu bé bất tỉnh trên ô tô. Wang Hyun ôm chặt cậu bé để bảo vệ đầu. Rất may chiếc xe đã dừng lại không rơi tiếp, Ơn Chê đập vỡ kính cửa sổ ô tô, đưa hộp sơ cứu cho Wang Hyun. Khi kiểm tra thấy cậu bé bị khó thở, hơi thở rất yếu, cần đặt nội khí quản ngay lập tức để hỗ trợ hô hấp, nếu không mạng sống của cậu bé sẽ gặp nguy hiểm. Hyun đang chuẩn bị đặt nội khí quản, nỗi ám ảnh sâu thẳm trong lòng anh lại xuất hiện, tay anh vẫn còn run. Đúng lúc nguy cấp, sự xuất hiện của Ơn Chê đã phá vỡ làn sương mù trong lòng Wang Hyun. Hyun nói mình vẫn không thể làm được, nhưng dưới sự động viên không ngừng nghỉ của Ơn Chê, cuối cùng Wang Hyun đã đặt nội khí quản thành công, cậu bé may mắn hồi phục dấu hiệu sống như bình thường. Ơn Chê giống như một ánh sáng rực rỡ xuyên qua bóng tối, chiếu sáng vào trái tim của Wang Hyun. Từ đó trở đi, nỗi ám ảnh trong lòng Wang Hyun đã biến mất, kết quả mối quan hệ của họ nhanh chóng nóng lên, họ bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên. Ơn Chê lần đầu tiên hôn thử, trong đầu cô không ngừng nghĩ về cảm giác lúc hôn nhau ngày hôm qua, nhịp tim và huyết áp tăng vọt, những điều tốt đẹp mới bắt đầu từ ngày hôm qua. Hôm đó một họa sĩ người Anh gốc Hàn đến tàu bệnh viện, cô nói rằng muốn vẽ tranh cho con tàu bệnh viện này để lưu lại tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống. Nhưng thực ra thân phận của cô lại là bạn gái cũ thanh mai trúc mã của Wang Hyun. Hiển nhiên mục đích lần này của cô ta rất rõ ràng, đó chính là cướp Wang Hyun khỏi tay Ơn Chê. Cô ta cố tình nói dối mình mắc bệnh bạch cầu, bây giờ chỉ còn sống được 6 tháng nhằm chiếm được tình cảm của Wang Hyun. Cô ta thậm chí còn lên mặt với Ơn Chê, bảo cô ấy tránh xa Hyun ra. Mới vài phút trước Ji Răng còn khóc lóc với Hyun nói mình chỉ còn sống được 6 tháng, thì ngay sau đó cô ta lại khiêu vũ trong quán bar. Không ngờ lại bị em gái của bạn trai cũ nhìn thấy, cùng lúc đó mẹ của bạn trai cũ cũng đến bắt tại trận. Bà mẹ liền gọi điện cho Wang Hyun, bà hét lớn và nói rằng bà không thể để người phụ nữ này bước vào nhà. Wang Hyun chậm rãi nói, Ji Răng phát hiện mình mắc bệnh bạch cầu. Đi quán bar là cách để cô giải tỏa căng thẳng. Sau khi nghe xong mẹ không nói nên lời, ba ngày cô ta lại quay lại tàu bệnh viện, tiếp tục quấy rầy Hyun. Thực ra anh không muốn nhìn thấy cô ta. Sở dĩ hai người chia tay là vì Ji Răng đã lừa dối anh. Wang Hyun đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, vô số lần cô ta lừa dối và phản bội. Hyun chọn không chịu đựng nữa, thế là anh quyết định chia tay Ji Răng.
Bây giờ cô ta lại xuất hiện, hơn nữa còn đến tàu bệnh viện sau khi Wang Hyun và Eun Jae xác lập mối quan hệ của họ. Việc này thật đúng là không thể chấp nhận nổi. Bệnh nhân cầm điếc khó khăn trong giao tiếp đến tàu bệnh viện, khi mọi người đều không biết phải làm sao. Nhưng với Wang Hyun thì đó hoàn toàn không phải là vấn đề. 10 năm trước để giao tiếp tốt với bệnh nhân cầm điếc, anh đã học ngôn ngữ ký hiệu. Cũng vào thời điểm đó, Ji Zhang gặp Wang Hyun và yêu anh ấy. Cô thích sự nghiêm túc của Hyun, thích việc anh ấy sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, dần dần có hồi đáp. Thế nên cô bị mê hoặc bởi sức quyến rũ kỳ diệu của Wang Hyun. Eun Jae cũng yêu anh vì điều này. Ji Zhang thấy Eun Jae rất yêu Wang Hyun, lập tức nhắc nhở cô về vị trí của mình, còn nói rằng mình và Hyun đã đính hôn. Eun Jae nghe xong thì nhất thời không tin được, thậm chí còn nghi ngờ về nguyên nhân đằng sau việc này. Sau khi Wang Hyun giao tiếp với bệnh nhân câm điếc, anh mới biết rằng người thực sự cần được điều trị là con trai cô. Ngay sau đó, cậu con trai được đưa lên tàu bệnh viện, cậu bé đã bất tỉnh. Wang Hyun nhanh chóng dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi mẹ bệnh nhân về tình hình hiện tại của con trai cô. Cậu bé có từng ăn hoặc tiếp xúc với chất độc hại không? Câu trả lời là không. Vì vậy anh cởi quần áo ra và phát hiện đó là khối u trên da bị vỡ đã gây nhiễm trùng máu, cần phải phẫu thuật ngay, nếu không sau 3 tiếng sẽ không thể qua khỏi. Họ lập tức lên lịch phẫu thuật. Hôm sau khi Ji Zhang nhận được điện thoại, cô trốn vào phòng nghỉ để nghe điện thoại. Hóa ra bệnh máu trắng của cô ta là giả, mọi chuyện đều là âm mưu do cô ta dựng nên, chỉ để chiếm được thiện cảm của Wang Hyun, để anh từ bỏ Eun Jae, chỉ có thể chăm sóc cho cô ta cả đời. Wang Hyun ngây thơ vẫn không hay biết gì. Đúng lúc này Eun Jae đang nghỉ ngơi nằm phía sau Ji Zhang, cô có thể nghe rõ từng lời Ji Zhang nói. Mặc dù Eun Jae đã nắm được thóp của Ji Zhang, nhưng cô không vạch trần cô ta ngay lập tức. Wang Hyun hứa sau này sẽ luôn ở bên cạnh Eun Jae, hy vọng Eun Jae sẽ không đẩy anh ra xa. Cuộc nói chuyện bị Ji Zhang biết được. Vì vậy ngày hôm sau cô ta đã đến gặp Eun Jae để dằn mặt, nhưng cô ta không hề biết rằng Eun Jae đã biết chuyện cô ta lừa Hyun. Ji Zhang mạnh mẽ tuyên chiến. Eun Jae cũng không lùi bước, nói ra tất cả những gì cô biết. Ji Zhang lập tức sợ hãi, cầu xin Eun Jae đừng nói với Wang Hyun, nếu không cô ta sẽ không còn mặt mũi đối diện với Wang Hyun. Eun Jae không phải là loại người dựa vào thủ đoạn để giành chiến thắng, vì vậy cô đã hứa với Ji Zhang không nói cho Wang Hyun biết chuyện này. Eun Jae cũng không phải là người quá tốt bụng, bố cô mắc nợ cờ bạc rất nhiều. Thông qua em trai để xin tiền cô trả nợ, sau khi trở về ký túc xá nhân viên, cô còn phải đối phó với Trà Xanh. Trà Xanh không biết xấu hổ nói trước mặt mọi người rằng cô ta muốn ngủ cùng phòng với nữ bác sĩ Eun Jae. Mọi người đều tỏ ra khó hiểu, có nhiều phòng như vậy, tại sao lại chọn phòng của Eun Jae? Thì ra Eun Jae chính là tình địch của cô ta. Đầu tiên cô ta lên phòng ngủ của Eun Jae, khi vào phòng thì thấy Eun Jae phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo, chẳng có chiếc giường ấm áp hay chiếc chăn bông nào cả. Ji Zhang thấy tình thế không ổn, cho nên cô nói muốn ngủ ở phòng Wang Hyun. Bề ngoài Eun Jae nói không quan trọng và tỏ vẻ như không quan tâm. Khi Ji Zhang bước vào phòng Wang Hyun và ôm chặt lấy Wang Hyun, Eun Jae liền bắt đầu hoảng sợ, bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại muốn ra ngoài xem hai người họ đang làm gì. Đột nhiên cô bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì. Quả nhiên tình yêu thực sự khiến ta đánh mất chính mình. Eun Jae thức cả đêm. Sáng hôm sau Wang Hyun và Ji Zhang không bước ra từ cùng một phòng. Hóa ra đêm qua Wang Hyun đã từ chối Ji Zhang, ngồi dậy và đi đến ngủ trong phòng của đồng nghiệp Jae Jeon. Bây giờ Eun Jae mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi trở về tàu bệnh viện, Ji Zhang giận dữ đi theo Wang Hyun. Vì vậy Jae Jeon hỏi Ji Zhang, Wang Hyun đã biết chuyện cô không mắc bệnh máu trắng chưa? Ji Zhang nhận ra có điều gì đó không ổn. Chỉ có Eun Jae biết cô ta không mắc bệnh máu trắng, làm sao Jae Jeon lại biết được? Vì vậy cô ta lại tuyên chiến với Eun Jae trên boong tàu. Eun Jae nói rằng cô không nói với Jae Jeon. Thực ra khi Ji Zhang thừa nhận mình không bị bệnh máu trắng, Jae Jeon đang sửa máy tính ở phòng bên cạnh đã nghe được. Chuyện này có thể trách ai chứ? Cuối cùng nó cũng bắt đầu bùng cháy. Wang Hyun đã biết được tất cả mọi chuyện, anh không hề tức giận, chỉ tỏ ra khó chịu và nói, bây giờ em có thể rời đi rồi, anh không cần một người bạn chỉ biết nói dối. Ji Zhang hoàn toàn không có năng lực phản kháng, bởi vì suy cho cùng cô ta đáng bị vậy. Ngày hôm sau một nhóm đòi nợ vây quanh Eun Jae. Số tiền bố cô nợ vẫn chưa được trả, người bố nông dân đưa con trai đi làm đồng. Con trai lớn tiếng chỉ trích bố rằng anh không muốn làm việc bẩn thỉu như vậy. Anh cố tình phá tổ ong lớn trong bãi cỏ, bố và con trai bị đàn ong vây quanh, điên cuồng chạy loạn. Trong lúc hoảng loạn chạy trốn đã rơi xuống núi, ông bố lập tức ngất xỉu, con trai đã liều mạng để bảo vệ bố, nhận được cuộc gọi. Cảnh sát được thông báo về tình hình khẩn cấp, họ lập tức thông báo ngay cho tàu bệnh viện ở vùng biển lân cận để tiến hành cứu hộ. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân, trở về tàu bệnh viện. Ông bố đã mở mắt, người đầu tiên ông muốn gặp là con trai mình, để bảo vệ bố. Vết thương của con trai ông rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức lúc này anh không thể nói được, người bố rất lo sợ con trai sẽ xảy ra chuyện. Ông liên tục nói rằng mình không nên cưỡng ép con trai đi làm đồng cùng mình. Con trai không thể nói được, phải dùng hết sức lực nâng bàn tay run rẩy của mình viết ra giấy rằng, bố ơi con xin lỗi, anh không nên ích kỷ mắng bố mình như vậy. Hy vọng được bố tha thứ, anh nói rằng anh sẽ không bao giờ nổi nóng với bố nữa. Sau khi đọc xong, người bố đã khóc và tha thứ cho con trai.
Con trai lau nước mắt trên khóe mắt bố bằng đôi tay yếu ớt, nữ bác sĩ Eun Jae đứng bên cạnh vô cùng xúc động, cô không khỏi nghĩ đến bố mình vẫn đang nằm trong phòng bệnh. Cô không thể đối xử thật lòng với bố mình, bố cô muốn xóa hồ sơ điều trị lần này, giả vờ không có bệnh để lừa gạt số tiền bảo hiểm lên tới 1 tỷ rưỡi. Eun Jae tuyệt đối không cho phép bố cô làm chuyện nực cười như vậy. Cảnh tượng khó coi này đã bị nam bác sĩ Wang Hyun ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, anh im lặng không phát ra tiếng. Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, cả người Eun Jae bắt đầu run rẩy rồi bật khóc. Eun Jae vừa khóc vừa nói, lần nào cô cũng cư xử theo cách khó coi nhất, thế rồi cô bước đi mà không ngoảnh lại, rồi ngồi khóc một mình trong góc. Người duy nhất có thể cứu bố cô lúc này chỉ có trưởng khoa. Eun Jae bất chấp mọi thứ buông bỏ lòng tự trọng của mình, quỳ xuống cầu xin anh ta cứu bố cô, nhưng lại bị trưởng khoa từ chối, cuộc sống vẫn không buông tha Eun Jae. Vì chi phí y tế đắt đỏ của bố, cô chỉ đành ăn mì gói cùng em trai, người em khóc và cầu xin Eun Jae. Dù thế nào đi nữa cũng phải cứu bố, anh nói cuộc đời bố quá đáng thương, dù ông đã làm nhiều điều sai trái. Nhưng phận làm con chỉ cần có khả năng thì chúng ta phải cứu ông ấy, Eun Jae đều hiểu rõ. Vì vậy tối đó, cô gọi điện cho một bác sĩ giỏi hơn để xin lời khuyên về cách chữa trị cho bố mình. Đã tìm nhiều cách mà vẫn không có kết quả, hy vọng duy nhất vẫn là trưởng khoa của bệnh viện lớn. Lần này viện trưởng người vẫn luôn quan tâm đến Eun Jae đã hẹn gặp trưởng khoa, hy vọng anh ta có thể phẫu thuật cho bố Eun Jae. Ông nói bây giờ anh còn trẻ, có bận tâm đến những chuyện khác hay không cũng không quan trọng, nhưng khi già rồi mà đầu óc vẫn hẹp hòi như vậy sao? Cuối cùng tên trưởng khoa đáng ghét cũng bị thuyết phục, viện trưởng hỏi đây có phải là thứ anh muốn theo đuổi không? Trưởng khoa nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ. Huyết áp của bố cô đang giảm mạnh trên giường bệnh, cô vội vàng lên một chiếc taxi. Cầu xin Chúa đừng đem bố cô đi, mẹ cô đã qua đời vì cô không đến kịp. Người lái xe nói với cô rằng chuyến bay cuối cùng đã cất cánh. Vì vậy cô liền gọi cho đồng nghiệp của mình, nhờ đồng nghiệp giúp cô chăm sóc bố. Đồng nghiệp Wang Hyun lập tức đứng dậy. Eun Jae khóc và nói với Wang Hyun ở bên kia điện thoại rằng bố cô đang bệnh nặng, cô muốn cứu bố mình, cô không muốn người bố duy nhất của mình rời bỏ cô. Hyun hứa sẽ chăm sóc tốt cho bố cô và động viên cô phải chăm sóc tốt cho bản thân. Tuy nhiên cô đã quyết định tự mình cắt bỏ khối u ở túi mật của bố mình. Đây không những là cuộc phẫu thuật khó trước nay chưa từng có, mà còn là trường hợp đầu tiên con gái thực hiện ca phẫu thuật cho bố ruột của mình. Viện trưởng vẫn luôn phản đối. Ông nhìn Eun Jae và cảm động trước những việc cô đã làm vì bố mình và cũng bị niềm tin vững chắc của cô lay động. Vì thế ông đã đồng ý phẫu thuật và tiếp tục cổ vũ Eun Jae. Nhưng bố cô đang thu dọn quần áo và chuẩn bị xuất viện. Eun Jae vội vàng chạy tới hỏi bố, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bố đã làm đơn xin xuất viện gửi bệnh viện và công đoàn, ông sẽ không tiếp nhận điều trị. Eun Jae nói với thái độ rất cứng rắn rằng mình sẽ cứu bố, bất luận dùng cách gì cô cũng sẽ cứu ông, nên ông phải sống để bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Nói xong Eun Jae rời đi chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật. Lúc này y tá trưởng tàu bệnh viện nhận ra có điều gì đó không ổn, cộng thêm nam bác sĩ còn cho biết về tình trạng của bố Eun Jae. Y tá trưởng giống như một người chị thân thiết với Eun Jae. Cô chất vấn mọi người, tại sao bố Eun Jae bị bệnh mà không một ai đến thăm ông ấy. Thế là ngày hôm sau y tá trưởng đến bệnh viện tìm Eun Jae, trách cô tại sao luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ và còn cố ý đẩy những người bạn trên tàu bệnh viện ra xa. Điều này khiến người khác vô cùng đau lòng. Ngay khi cô ấy đang nói, tất cả những người bạn cùng nhau chiến đấu đều xuất hiện ở hành lang phía xa. Họ là chỗ dựa vững chắc nhất của Eun Jae. A Jim tiến lên ôm lấy Eun Jae đầy tình cảm. Một cảnh tượng thật ấm áp. Mọi người đều đang hồi hộp chuẩn bị cho ca phẫu thuật vô cùng khó khăn này. Bố cô đang hấp hối trên giường bệnh. Em trai ở bên cạnh nói về những kế hoạch tuyệt vời mà anh ấy đã ấp ủ sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Nói xong anh ôm bố và khóc. Khi đưa bố đi phẫu thuật, anh cũng không ngừng cổ vũ cho chị gái mình. Nhưng vừa nói xong anh bắt đầu cau mày, sự tự tin tràn đầy đó chẳng qua chỉ là giả vờ. Eun Jae hỏi bố có sợ không? Tất nhiên là bố sợ rồi, bố sợ sẽ không thể gặp lại chị em các con nữa. Eun Jae an ủi bố và nói bố đừng lo lắng, cô sẽ cố gắng làm tốt. Cô kêu bố ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì mọi chuyện đều qua rồi. Bố kéo Eun Jae lại và nói, lỡ như ông có bất trắc gì thì đó là do vấn đề sức khỏe của ông, bảo cô đừng tự trách. Mọi thứ đã sẵn sàng, Eun Jae chậm rãi mở cửa, bác sĩ phẫu thuật chính đang đứng bên trong. Hóa ra đó chính là trưởng khoa mà cô đã cầu xin, sao anh ta lại sẵn sàng phẫu thuật cho bố cô chứ? Eun Jae đang suy nghĩ, trưởng khoa liền hỏi ai cho phép người giám hộ xuất hiện trong phòng mổ, la mắng cô và bảo cô mau ra ngoài. Anh ta nói ra những lời tàn nhẫn nhất, nhưng thực ra nó vô cùng ấm lòng với sự nỗ lực của đội ngũ y tế mạnh nhất Seoul do trưởng khoa chỉ đạo. Cuối cùng bố cô cũng thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, vì vậy trưởng khoa và Eun Jae cũng giải quyết được mâu thuẫn giữa họ. Trưởng khoa xin lỗi Eun Jae về những gì anh ta đã làm trước đó và nói, cảm ơn cô đã tin tưởng tôi có thể hoàn thành ca phẫu thuật cho bố cô, một bà cô từ thành phố về quê. Đang chửi nhau với người bạn thân nhất của mình, giây tiếp theo bà chợt cảm thấy buồn ngủ, không thể kiểm soát được. Trong phút chốc bà đã quên mất người bạn thân mấy chục năm này, rồi mặt bà tái nhợt. Ngất xỉu trong vòng tay của nam bác sĩ liền cõng bệnh nhân trên lưng chạy nhanh đến tàu bệnh viện. Hyun bắt đầu khám toàn diện cho bệnh nhân, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Huyết áp bệnh nhân bị tụt đột ngột, phải lập tức thực hiện cấp cứu sốc điện ngoài lồng ngực để khôi phục nhịp tim bình thường. Trong quá trình cấp cứu,
điện thoại của Wang Hyun liên tục đổ chuông, đó là cuộc gọi từ viện dưỡng lão của bố anh đang tập trung cứu chữa cho bệnh nhân, nên cũng không quan tâm đến bố. Cuối cùng nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại bình thường, Wang Hyun đi ra ngoài nghe điện thoại. Được biết bố anh đã bỏ trốn và lại mất tích, Wang Hyun lo lắng cho sự an toàn của bệnh nhân, nên đã chọn không đi tìm bố mình, mà chuyên tâm phục vụ bệnh nhân. Anh trở lại tàu bệnh viện, vô tình nghe bạn thân bà ấy nói bà ấy thích ăn rau rừng trên núi. Wang Hyun lập tức nhận ra tại sao không bắt đầu điều tra từ thức ăn. Bạn thân nhất của bà kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ba người họ là những người bạn tốt lớn lên cùng nhau, tình cờ bà ấy đến Seoul và trở thành một người phụ nữ giàu có. Sau khi về quê, bà phớt lờ những người bạn thân nhất của mình, hai người họ cũng rất ghét nhau. Hai người chỉ tập trung hái rau rừng, bà bạn Go Eun thấy bà ấy lạnh lùng và vô tâm như vậy, thế là bà bắt đầu mắng chửi bà ấy. Nhưng bà ấy cũng không hề tỏ ra yếu thế. Thế là ba người bắt đầu cãi nhau, Go Eun gay gắt nói rằng bà không muốn làm bạn với một bà già điên rồ như vậy, rồi giận dữ bỏ đi. Sau đó bà Go Eun cùng bạn xuống biển câu cá bắt tôm, bỗng một chân bị vướng vào đống rác không rõ nguồn gốc. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được, bình oxy cũng bị cắt và chìm xuống. Bà chỉ đành lập tức cởi thiết bị trên người ra, khi bà nổi lên thì đã tắt thở, bà được trục vớt và đưa lên cabin. Tàu bệnh viện nhận được cuộc gọi cấp cứu. Eun Che và Wang Hyun vội vã đến hiện trường để cấp cứu, bệnh nhân bị đuối nước và tắt thở. Vì vậy Eun Che đã kiểm tra rồi thông tin và đặt nội khí quản để hỗ trợ thở. Sau khi kiểm tra, tay chân của bệnh nhân không được não điều khiển. Nguyên nhân là do sự chuyển đổi nhanh chóng từ áp suất cao sang áp suất thấp sau khi bệnh nhân bị thương. Eun Che chẩn đoán là bệnh suy nhược, cần được đưa vào phòng trị liệu oxy cao áp ngay lập tức để cơ thể bệnh nhân từ từ điều chỉnh về áp suất không khí bình thường. Cần điều trị cẩn thận để đạt được kết quả dần dần. Ban đầu bà không thể cử động tay chân, rất nhanh đã có thể đứng dậy và đi lại. Hai người ôm nhau khóc. Số phận con người thật khốn khổ. Mới ngày hôm qua hai người còn cãi nhau, giờ đều phải nhập viện. Go Eun vào viện vẫn liên tục chửi bới. Nhìn bộ dạng của bà có chỗ nào giống người không bị bệnh chứ? Bộ dạng của bà cũng không khá hơn tôi là bao. Xin lỗi nhé Go Eun, xin lỗi cái gì chứ? Bà nói thực ra bà ấy không hào nhoáng như người ngoài thấy. Thực ra bà cũng dựa vào nghề lặn và câu cá để kiếm thêm chi phí sinh hoạt. Sau khi kết hôn không lâu, chồng bà đã ly hôn với bà. Sau khi con trai khôn lớn đã bí mật bán căn nhà, bà không còn cách nào khác đành phải chuyển về nhà bố mẹ đẻ. Ba người nghe xong đều cảm thấy buồn cho những khó khăn của nhau. Nút thắt giữa ba người họ đã được hóa giải. Mối quan hệ của họ quay trở về như lúc nhỏ khi hồn nhiên nhất, họ có thể lặn cùng nhau. Nhưng hy vọng họ sẽ trở về an toàn mỗi khi đi lặn về. Một đám côn đồ có súng nhưng không cướp tiền, bất ngờ đột nhập vào tàu bệnh viện. Chúng cần tìm bác sĩ phẫu thuật cho đại ca của chúng, hắn chỉ đích danh muốn nữ bác sĩ thiên tài Hàn Quốc, nam bác sĩ đứng lên bất chấp tất cả để bảo vệ cô. Suýt nữa thì bị bắn, cảnh sát trên bờ nghe thấy tiếng súng, nhưng chỉ hỏi đồng nghiệp xem có nghe thấy không rồi bỏ đi. Nam bác sĩ Wang Hyun không hề sợ hãi, nói rằng anh có thể trợ giúp nữ bác sĩ Eun Che. Dưới sự uy hiếp của anh Kang, Eun Che đóng gói các thiết bị cần thiết cho ca phẫu thuật, lên thuyền lao nhanh về kho cứu hộ. Eun Che sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, đến nỗi trợn trừng hai mắt, xác chết nằm khắp nơi. Hóa ra vừa rồi có một vụ cướp ma túy xuyên quốc gia đã diễn ra ở đây. Trong vụ cướp nổ ra cuộc đấu súng ác liệt, trong số đó tên đại ca mặc vest bị bắn ngã xuống đất, tên thuộc hạ ngu ngốc muốn gọi cảnh sát và đưa đại ca đến bệnh viện, nhưng bị anh Kang mắng cho một trận. Anh Kang cầm điện thoại lên và xem tin tức về tàu bệnh viện, hơn nữa bọn họ ở gần đây. Vì thế Eun Che và Wang Hyun bị cưỡng ép đưa tới đây, nhìn đại ca bị thương nặng nằm trên mặt đất hấp hối. Eun Che nhanh chóng đeo găng tay vào để kiểm tra vết thương, phát hiện bệnh nhân bị bắn vào cả hai bên, may mắn là viên đạn không làm tổn thương nội tạng. Tất cả các chỉ số huyết áp đều dưới 70, đang rất khó thở. Eun Che yêu cầu đưa bệnh nhân trở về tàu bệnh viện ngay để làm phẫu thuật. Anh Kang nói cô chỉ có thể thực hiện phẫu thuật tại chỗ. Phẫu thuật trong môi trường bẩn thỉu như vậy, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Ngoài ra không có đủ thuốc gây mê để tiêm. Hơn nữa một cuộc phẫu thuật lớn để lấy viên đạn ra phải có sự hỗ trợ của nhân viên y tế chuyên nghiệp và đầy đủ mới hoàn thành được. Anh Kang rất tức giận khi nghe điều này. Anh ta lại giơ súng lên và hét lớn rằng phải thực hiện phẫu thuật ngay tại chỗ. Đúng lúc này, huyết áp bệnh nhân giảm mạnh, Wang Hyun nhanh chóng đặt nội khí quản cho bệnh nhân để giúp anh ta thở. Lúc này chỉ số sinh tồn của anh ta mới ổn định lại. Wang Hyun yêu cầu anh Kang đồng ý đưa bệnh nhân trở về tàu bệnh viện để điều trị. Lần này anh ta đã đồng ý, nhưng anh ta yêu cầu Eun Che cứu sống bệnh nhân trong vòng 3 tiếng. Nếu không chưa đến 1 phút, mọi người trên tàu bệnh viện sẽ bị giết sạch. Một cuộc phẫu thuật lớn như vậy, không thể hoàn thành trước 6 tiếng. Dưới áp lực lớn, Eun Che đã đồng ý để cứu sống bệnh nhân. Thế là bệnh nhân được đưa trở về tàu bệnh viện. Lúc này họ đang phải đối mặt với những vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu bị trúng đạn, động mạch chủ chắc chắn sẽ bị vỡ, cho dù có thể lấy được viên đạn ra thì cũng không đủ máu để truyền, do mất máu quá nhiều, bệnh nhân cũng có thể bị ngừng tim. Những người khác trên tàu bệnh viện cũng không thoát được. Nói đến đây, áp lực tâm lý của Eun Che càng lúc càng lớn. Wang Hyun an ủi cô và nói, cô sẽ cứu được và chữa khỏi cho bệnh nhân, những việc khác cứ để anh ấy lo. Nói xong anh nhẹ nhàng ôm lấy Eun Che, cuộc phẫu thuật bắt đầu. Đầu tiên bệnh nhân cần được truyền máu. Vì vậy Wang Hyun đã kêu những người khác hiến máu cho đại ca xã hội đen. Nữ y tá khóc và hỏi tại sao bọn họ lại phải hiến máu, vì một kẻ gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Đúng vậy, không một người bình thường nào có thể làm được điều đó.
nhưng trong tâm trí của bác sĩ, tất cả mọi người đều là bệnh nhân, bất luận anh ta là thường dân hay là một vị vua hoặc một kẻ tàn ác. Cứ như vậy, các bác sĩ và y tá đã hiến máu cho bệnh nhân. Đúng lúc này, thuyền trưởng tìm thấy một chiếc điện thoại di động có thể báo cảnh sát. Trên bàn mổ, bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ, huyết áp đang giảm nhanh. Anh Cang tưởng ơn chê giở trò, liền dí súng vào đầu cô. Mọi người đều sợ hãi và hoảng loạn. Nam bác sĩ Hwang Hyun thuyết phục anh Cang nếu muốn cứu đại ca trong vòng 3 tiếng, bắt buộc phải cho các bác sĩ đủ thời gian và không gian. Cứ thế cuộc phẫu thuật lại tiếp diễn. Jae Jeon cầm trên tay chiếc điện thoại di động cứu mạng, đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Không ngờ anh lại bị tên côn đồ phát hiện và bị đạp mạnh hai phát. Tổng bộ phía bên kia không thể tìm thấy vị trí của tàu bệnh viện trên GPS, vì vậy đã gọi điện cho cảnh sát trên bờ tới hiện trường để xác nhận tình hình. Cuối cùng, với nỗ lực của Eun Jae, ca phẫu thuật của bệnh nhân đã kết thúc thành công. Chúng đặt đại ca lên cáng và đưa anh ta đi. Ngay khi Eun Jae chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, anh Cang bất ngờ dùng súng đe dọa bắt Eun Jae đi. Anh ta nói cô phải làm điều dưỡng như một con tin đưa đại ca buôn lậu qua biên giới. Một khi Eun Jae bị bắt đi, chắc chắn sẽ là một thảm họa. Lúc này, Hwang Hyun lập tức bước tới nói rằng anh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều dưỡng sau phẫu thuật, sẵn sàng thay thế Eun Jae. Nhưng lại bị anh Cang đá xa 10 mét, Eun Jae thấy tình hình không ổn, vội vàng nói đừng đánh Hwang Hyun. Vừa nói cô vừa thu dọn thuốc và thiết bị điều dưỡng. Lúc này, đám côn đồ ở bên ngoài đã bị cảnh sát biển ập đến bắt đi. Khi anh Cang biết chuyện, anh ta nhanh chóng đóng cửa lại, lợi dụng lúc anh Cang không để ý, Hwang Hyun đẩy anh ta ra ngoài cửa. Anh Cang đứng dậy bắn vào kính, đập vỡ kính rồi mở cửa bước vào, quyết tâm tận tay kết liễu hai người Hwang Hyun và Eun Jae. Hwang Hyun nhanh trí cầm bình cứu hỏa xịt vào người anh Cang. Anh Cang nhất thời không phân biệt được phương hướng. Hwang Hyun nhanh chóng kéo Eun Jae chạy ra ngoài. Anh Cang giơ súng bắn vào người Eun Jae. Vào lúc nguy hiểm, Hwang Hyun dùng thân mình đỡ đạn cho Eun Jae. Cứ như vậy, Hwang Hyun ngã vào vòng tay của Eun Jae. Anh Cang cũng bị cảnh sát biển bắt giữ. Chẳng mấy chốc, Hwang Hyun đã được đưa lên máy bay cấp cứu. Eun Jae nắm chặt tay Hwang Hyun, bảo anh nhất định phải kiên trì. Nhưng Hyun đã rơi vào hôn mê. Anh được đưa đến bệnh viện nhưng lại nhận được thông báo rằng bác sĩ phẫu thuật đang nghỉ phép. Vì vậy họ quyết định chuyển anh đến bệnh viện quốc gia Seoul. Nhưng lúc này bệnh nhân không còn thở nữa. Nếu tiếp tục như vậy, anh chắc chắn sẽ mất mạng. Bây giờ người duy nhất có thể cứu bệnh nhân Hwang Hyun là đồng nghiệp Eun Jae của anh ấy. Nhưng cô đã dùng hết sức lực để thực hiện ca phẫu thuật cho đại ca xã hội đen. Sau khi thoát khỏi cái chết, cô đã kiệt sức. Ngoài ra, Hwang Hyun còn là người đàn ông Eun Jae yêu nhất. Eun Jae chắc chắn sẽ lơ là trong quá trình phẫu thuật, không thể bình tĩnh tuyệt đối. Nhưng hiện tại chỉ có Eun Jae mới có thể cứu được Hwang Hyun. Sau nhiều lần do dự, cô quyết định phẫu thuật cho anh. Những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai người cứ hiện lên trong tâm trí cô. Eun Jae đã nhiều lần làm tổn thương Hyun, nhưng anh vẫn kiên nhẫn soi sáng và sưởi ấm cho cô. Anh không ngừng động viên và khen ngợi cô. Eun Jae dần đem lòng yêu mến chàng trai có trái tim vô cùng ấm áp này. Nhìn người mình yêu nằm hấp hối trên bàn mổ vẫn chưa qua cơn nguy kịch, Eun Jae buồn bã rơi nước mắt. Nhưng Eun Jae phải phẫu thuật để cứu Hwang Hyun. Các đồng nghiệp thấy một Eun Jae bình tĩnh như vậy cảm thấy thua kém cô ấy. Cô ấy quả thực là một bác sĩ thiên tài. Cô ấy đang thực hiện ca phẫu thuật cho người mình yêu một cách suôn sẻ, nhưng họ lại không biết Eun Jae đang căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Sắp khóc đến nơi, khóc thầm còn thảm hơn nhiều. May mắn trong bất hạnh là Hwang Hyun cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Eun Jae không thể kìm được nước mắt nữa, nước mắt dữ dội như dòng sông Dương Tử và Hoàng Hà đang hỗn loạn chảy xuống. Hwang Hyun nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Eun Jae và nói, Eun Jae càng lúc càng khóc lớn hơn. 10 ngày trôi qua, Eun Jae không hề đến thăm Hwang Hyun. Trong thời gian Hwang Hyun nằm viện, Eun Jae một mình chăm sóc cho bố của Hwang Hyun. Ngày hôm sau khi trở lại tàu bệnh viện, Eun Jae liên tục tránh né Hwang Hyun, cảm nhận nhịp tim ở cự ly gần. Hyun nói chúng ta hẹn hò đi. Điều này khiến Eun Jae bất động. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, chính phủ bất ngờ quyết định phá bỏ tàu bệnh viện. Sản phụ sinh non trên tàu bệnh viện khóc lóc đau đớn. Bác sĩ chẩn đoán dây rốn bị xa và cần phải phẫu thuật ngay để đẩy em bé trở lại, nếu không em bé sẽ chết. Mặc dù bác sĩ Eun Jae là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, nhưng chỉ chuyên về chuyên ngành của cô trong lĩnh vực y học, cô không biết gì về sản phụ khoa. Do sương mù dày đặc trên biển, cảnh sát biển không thể tiếp cận hiện trường và đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Trong trường hợp khẩn cấp, thai phụ chỉ đành phẫu thuật trên tàu bệnh viện. Eun Jae chỉ có một lần thực hiện ca sản phụ khoa cũng rất bất lực, nhìn thai phụ đau đớn và khó chịu. Eun Jae cũng không chịu nổi, cuối cùng được sự động viên của Hwang Hyun, cô quyết định liều một phen. Vì vậy Eun Jae đã thông báo cho mẹ của thai phụ rằng cô ấy cần phải phẫu thuật ngay lập tức và nói rõ rằng cô ấy không phải là bác sĩ sản phụ khoa, cũng chưa từng thực hiện ca phẫu thuật như vậy. Nhưng nếu cô không ra tay cứu giúp, thì hậu quả là cả mẹ và con đều sẽ chết. Phẫu thuật chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người giám hộ. Sau khi biết hậu quả, người mẹ đồng ý và khóc lóc cầu xin Eun Jae hãy cố hết sức cứu con gái mình. Nếu không may không thể qua khỏi, bà cũng sẽ không trách Eun Jae. Sau khi được sự đồng ý của người giám hộ, Eun Jae bắt đầu ca phẫu thuật đầy căng thẳng. Đứa trẻ được đưa ra khỏi bụng mẹ thành công, nhưng mãi đứa bé vẫn không thở được. Hwang Hyun kiên nhẫn dùng dung dịch rửa để loại bỏ các vật cản ra khỏi đường hô hấp của đứa bé. Lúc này đứa bé mới có nhịp tim và hơi thở, người mẹ đang lo lắng chờ đợi cũng thở phào nhẹ nhõm. Em bé thành công chào đời trong không khí đầm ấm cùng mọi người.
hai mẹ con cũng được đưa đến một bệnh viện lớn. Ngày hôm sau, Eun Jae nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, hóa ra người phụ nữ mang thai mà cô đã cố gắng hết sức để cứu bây giờ lại kiện cô vì Eun Jae không phải là bác sĩ sản phụ khoa, còn nói rằng cô đã quyết định phẫu thuật mà không có sự đồng ý của cô ấy, dẫn đến sinh non, nhịp tim của đứa bé phát triển không hoàn chỉnh, phải sống trong phòng vô trùng. Cơ thể cô ấy cũng bị tổn thương nặng, nhưng sự thật là Eun Jae đã nhiều lần giải thích về hậu quả của ca phẫu thuật trước khi phẫu thuật và được sự đồng ý của người giám hộ. Bây giờ cô lại bị cắn ngược, cảnh sát liên tục lớn tiếng hỏi Eun Jae xem còn ai có liên quan không để bảo vệ đồng nghiệp và tàu bệnh viện. Eun Jae trả lời rằng cô tự mình làm tất cả. Vụ việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Họ hỏi Eun Jae có phải cô là bác sĩ sản phụ khoa không, mà nhất quyết đỡ đẻ cho thai phụ kia, đúng là coi mạng sống như cỏ rác. Sau bản tin đó, ngoài việc tàu bệnh viện tiếp tục cung cấp dịch vụ điều trị và cứu trợ miễn phí cho các bệnh nhân, chính phủ ra lệnh tạm dừng hoạt động của tàu bệnh viện. Eun Jae vội vàng đi tìm hai mẹ con kia để đối chất. Bà mẹ không hề đề cập đến việc Eun Jae hỏi qua sự đồng ý của bà. Con gái bà còn độc đoán hơn, bảo Eun Jae nếu cô có việc gì cứ đến gặp luật sư của cô ấy. Eun Jae đột nhiên cảm thấy đau lòng và cảm thấy tức giận. Chủ tịch tài phiệt giàu có nổi giận, ông ta bị tố là chỗ ở quá cao cấp nên đã chuyển sang một căn nhà gỗ đổ nát. Hành động này chỉ nhằm mục đích che mắt, tất cả là để việc mua lại bệnh viện diễn ra suôn sẻ. Ông tạm dừng hoạt động của các tàu bệnh viện cung cấp việc điều trị miễn phí cho người dân trên đảo gần đó, sau đó đề xuất phương pháp điều trị từ xa, mỗi người dân trên đảo đều có một máy tính. Nhưng lại bỏ qua một vấn đề rất nghiêm trọng có thể liên quan đến mạng người, đó là một ông già ngoài 50 làm thế nào để sử dụng máy tính thành thạo. Hơn nữa, khi bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân, họ phải nhìn nghe hỏi và tìm hiểu thật kỹ để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh. Mục tiêu cuối cùng của chủ tịch tài phiệt là bán một lượng lớn thiết bị máy tính để kiếm được số tiền khổng lồ. Để làm tốt công tác tuyên truyền, họ chĩa máy quay vào ông già, thao tác từng bước cho những người già. Sau đó chỉnh sửa video để cho thấy người cao tuổi hoàn toàn thông thạo quy trình, giao tiếp với bác sĩ một cách suôn sẻ. Bác sĩ nam chứng kiến điều này rất ngạc nhiên, nói như vậy thật đúng là nực cười. Tàu bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân. Đột nhiên tất cả các máy tính bị ngắt kết nối Internet, tất cả bệnh nhân đều tập trung tại phòng khám nhỏ của viện dưỡng lão. Nhất thời không thể tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân cùng một lúc, thế là họ gọi điện cho nam bác sĩ để được giúp đỡ. Wang Hyun và nhóm của anh ấy nhanh chóng đến hiện trường. Đầu tiên là khẩn trương liên hệ với bác sĩ trị liệu từ xa, nhưng bác sĩ cũng là con người cũng cần nghỉ ngơi, đành phải đợi đến khi bác sĩ trực tuyến. Sau nhiều câu hỏi, họ vẫn cần đến bệnh viện khám tổng quát để biết rõ nguyên nhân. Nếu mọi người đều giống như vậy, đột ngột phát bệnh phải chờ bác sĩ online rồi mới được gặp bác sĩ, thì bệnh nhân sớm đã lạnh ngắt rồi. Bác sĩ điều trị cũng cho rằng cách điều trị từ xa này rất vô lý. Thật là vô nhân đạo, nhưng chỉ dám tức giận mà không dám nói ra. Nguyên nhân dẫn đến toàn bộ sự việc này là việc Eun Jae đã chữa trị cho hai mẹ con trên tàu bệnh viện hôm qua. Ban đầu Eun Jae giải thích với người giám hộ rằng cô không phải là bác sĩ sản phụ khoa, người giám hộ cũng đồng ý phẫu thuật. Nhưng thật không ngờ, hai mẹ con lại thuê luật sư kiện Eun Jae. Eun Jae vô tình phát hiện ra, luật sư họ tìm thực chất là một luật sư lao động, tại sao bây giờ lại tham gia vào các vụ tranh chấp y tế? Hóa ra luật sư là cố vấn pháp lý của công ty chủ tịch tài phiệt kia. Ông ta sẽ đầu tư vào bệnh viện của viện trưởng để xây dựng thành một bệnh viện lớn, có thể tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Viện trưởng nhất thời bị mờ mắt, nhẫn tâm trục xuất Eun Jae khỏi bệnh viện. Sau đó viện trưởng nhìn vào bản đồ tổng thể mới được thiết kế của bệnh viện lớn và suy nghĩ rất nhiều. Ông cũng rất tiếc phải bỏ lỡ một bác sĩ tài năng và xuất sắc như Eun Jae, đồng thời ông cũng đang nghĩ về tương lai của bệnh viện lớn. Cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng viện trưởng cầm hợp đồng đã ký với ông ta đến gặp chủ tịch tài phiệt. Ông bày tỏ quyết định từ bỏ dự án xây dựng bệnh viện lớn do chủ tịch đầu tư. Chủ tịch đe dọa và nói với viện trưởng rằng ông sẽ không có cơ hội thứ hai. Viện trưởng do dự một lúc rồi bước ra khỏi cửa. Lúc này viện trưởng kiên quyết xé hợp đồng rồi ném nó lên trời. Người phụ nữ nhợt nhạt mắng chồng vì nghỉ việc, giây tiếp theo cô liền nôn ra máu. Rồi đột nhiên ngất đi và ngã xuống đất, cô không biết tên họ của mình là gì, ký ức dừng lại ở 30 năm trước. Chẩn đoán ban đầu là suy gan tối cấp, các cơ quan nội tạng khác cũng bị tổn hại. Nữ bác sĩ Eun Jae đang từng bước bố trí nhân viên y tế hợp lý để điều trị cho bệnh nhân. Lúc này viện trưởng xuất hiện và mắng Eun Jae rồi cản cô lại. Ông nói rằng Eun Jae đã bị sa thải, không phải bác sĩ của bệnh viện này nữa, nên không có quyền lãnh đạo ai và chữa trị cho bệnh nhân. Nguyên nhân là do Eun Jae vướng vào vụ kiện tranh chấp y tế. Hiện tại cô vẫn là bị cáo, vì sợ vụ việc sẽ liên lụy đến bệnh viện, nên viện trưởng đã sa thải Eun Jae. Eun Jae xin lỗi thuyền trưởng vì không thể cứu được vợ ông, y tá trưởng gọi cho Eun Jae thông báo. Bệnh nhân bị suy gan cần phẫu thuật cấy ghép, bác sĩ thay thế nói với Eun Jae và thuyền trưởng kết quả kiểm tra cuối cùng. Bệnh nhân chỉ có thể sống được tối đa 3 ngày, nếu phẫu thuật cấy ghép thì tỷ lệ thành công chỉ có 30%, thuyền trưởng biết được tình trạng của vợ rất nguy kịch. Ông không thể tin được người vợ hôm qua còn đánh ông, giờ lại không thể sống quá 3 ngày, đây đúng là một tia sét giữa trời xanh. Đúng lúc này bệnh nhân đột nhiên co giật toàn thân và sùi bọt mép, bác sĩ lập tức tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân, hiện tượng này là co thắt do suy gan. Cũng cho thấy bệnh nhân không sống được lâu nữa, thuyền trưởng nhìn vợ mình đang trong tình trạng khốn khổ như vậy, một mình lặng lẽ ngồi ở một góc. Bao năm qua ông đã nợ vợ con rất nhiều, một lòng chỉ nghĩ đến tàu bệnh viện, ông đối xử với tất cả bệnh nhân cần điều trị như chính người nhà của mình.
bây giờ gần như không thể giữ được tàu bệnh viện, vợ ông cũng sắp bỏ ông lại. Y tá trưởng lặng lẽ lắng nghe ông kể hết những nỗi buồn và sự bất bình. Hãy nghĩ thử xem, trong 30 năm qua ông ấy đã cứu rất nhiều người và rất nhiều gia đình. Vì vậy y tá trưởng nói với ông, nhóm máu của cô giống với vợ thuyền trưởng. Cô sẵn sàng hiến một phần gan để cấy ghép và cô còn nói đùa rằng cô chẳng có gì cả. Chỉ có nhiều gan, Ơn Chê một lần nữa khoác lên mình chiếc áo blue trắng và đến tìm viện trưởng, cầu xin ông cho phép Ơn Chê thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Nhưng vẫn bị từ chối, trong phòng bệnh, thuyền trưởng liên tục truy hỏi Ơn Chê. Có phải cô muốn bỏ cuộc không? Ơn Chê chỉ có thể im lặng. Lúc này viện trưởng đột nhiên xuất hiện và nói rằng cô không thể bỏ cuộc. Ông ra lệnh cho Ơn Chê cứu vợ của thuyền trưởng, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông bỏ. Hóa ra tối qua sau nhiều lần cân nhắc, viện trưởng quyết định cùng mọi người đối mặt với khó khăn. Y tá trưởng nằm trên bàn mổ giơ ngón tay cái lên động viên cô. Chẳng mấy chốc ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Ơn Chê đã hoàn thành thành công ca phẫu thuật một cách suôn sẻ. Cô trấn an thuyền trưởng và bọn trẻ. Mẹ của chúng có thể sống thêm 30 năm nữa. Còn ở phía bên kia, chính phủ thông báo với giới truyền thông rằng sẽ thu hồi tàu bệnh viện cung cấp điều trị miễn phí. Mọi người chỉ đành nhìn con tàu bệnh viện từ từ ra đi, càng lúc càng xa dần. Trái tim mọi người cũng càng ngày càng thắt chặt. Đây là phương pháp cứu chữa cho trẻ sinh non của Beyond Sion. Nam bác sĩ cởi áo ra, nhẹ nhàng ôm em bé bé bỏng vào lòng mình. Một trái tim lớn mang lại sự sống một cách kỳ diệu cho một trái tim nhỏ. Người mẹ vội chạy tới nhìn thấy cảnh tượng này. Cô cảm thấy rất có lỗi và hỏi bác sĩ bên cạnh xem mình có thể thay thế nam bác sĩ Wang Hyun được không. Bác sĩ trả lời rằng đứa bé vẫn đang ở trong phòng vô trùng. Hơn nữa người mẹ bị cảm lạnh, những con virus nhỏ sẽ gây hại cho đứa trẻ. Người mẹ nghe xong cảm thấy rất buồn. Đầu tiên với tư cách là một người mẹ, cô không thể xuất hiện khi con cần mình nhất. Hai là cô cảm thấy tội lỗi. Lý do là hôm qua cô ấy vừa đâm đơn kiện Ơn Chê và Wang Hyun, tàu bệnh viện cũng bị chính phủ đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên Wang Hyun không từ bỏ đứa con của cô vì lỗi lầm của cô ấy. Ngược lại anh đã có đóng góp to lớn để đứa trẻ có thể tiếp tục sống tiếp và cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này. Nghĩ đến điều này, sự tự trách và mặc cảm trong lòng người mẹ liền dâng trào, người mẹ bật khóc. Bà mẹ hỏi bác sĩ liệu cháu trai bà có bất trắc gì nữa không? Bác sĩ nói với họ rằng đứa bé đang lớn lên rất khỏe mạnh. Bác sĩ vừa nói xong, hai mẹ con nắm tay nhau khóc. Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, bà mẹ đặt một đôi giày xuống đất cho con gái. Bà nói con của con thì con sẽ thấy đau lòng, mẹ cũng thấy đau lòng cho con gái mẹ. Nghe xong cô càng khóc to hơn, không thể kiềm chế được nữa. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ nắm chặt lấy Ơn Chê. Cảm giác tuyệt vời này thật dễ chịu, nhưng đúng lúc đó, người mẹ bước vào mắng ai cho phép nữ bác sĩ độc ác này chạm vào con cô. Bác sĩ bên cạnh nói đó không phải lỗi của Ơn Chê, ngoài ra Ơn Chê là bác sĩ có quyền thăm khám và tiếp xúc với bệnh nhân. Ơn Chê nhanh chóng can ngăn bác sĩ, cô cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Ơn Chê đến gặp chủ tịch Tài Phiệt và cầu xin thu hồi văn kiện mua lại bệnh viện, nhưng bị chủ tịch mắng, suy nghĩ của Ơn Chê quá ngây thơ, làm lãng phí một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền. Nhưng Ơn Chê là bác sĩ, chỉ muốn tận tâm cứu sống và giúp đỡ bệnh nhân. Ơn Chê nhắc lại chuyện con trai của chủ tịch gặp tai nạn giao thông ở ngoại ô. Nếu Ơn Chê không đến cứu kịp thời và miễn phí, thì con trai chủ tịch sớm đã mất mạng rồi. Chủ tịch chỉ hơi dao động trong giây lát. Rồi ông nói, trên đời này cô không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì, cuộc đàm phán kết thúc ở đó. Tàu bệnh viện phía bên kia bị chính quyền đình chỉ hoạt động, ba người thuyền trưởng xuất hiện trước văn phòng và bao vây thị trưởng, nhưng thị trưởng vẫn ở sau cánh cửa đóng kín. Lặng lẽ lẻn đi sau khi tan làm, rất nhanh phiên tòa của Ơn Chê đã diễn ra, nó quyết định sự nghiệp bác sĩ của Ơn Chê và sự sống còn của con tàu bệnh viện. Chỉ cần hai mẹ con kia tiếp tục cáo buộc những tội danh không có thật đó lên người Ơn Chê, đúng lúc này hai mẹ con đột nhiên đổi ý, nói rằng họ không thuê luật sư kia. Đây đều là sự xúi dục của chủ tịch Tài Phiệt, những việc làm xấu xa để chủ tịch kiếm tiền đã bị vạch trần trước công chúng, thấy tình hình không ổn. Ông ta đeo khẩu trang rồi vội vàng bỏ trốn, phía bên kia thị trưởng cấu kết với kẻ trục lợi cũng bị bắt, tàu bệnh viện bị đình chỉ cuối cùng đã trở lại hoạt động bình thường. Kết phim tất cả mọi người cùng trở về cuộc sống bình yên vốn có, Ơn Chê cũng tiếp tục hành trình làm lương y chữa bệnh cứu người của mình. Phim đến đây cũng đã hết, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.